Tập phim này sẽ kể về chuyện tình yêu của bố mẹ Bong Seok, mối nhân duyên giữa hai con người có vẻ ngoài lạnh lùng. Du Sik là người có năng lực bay và là một tay thiện xạ siêu đỉnh. Anh được xem là đặc vụ chìm ưu tú của NIS. Trên chuyến máy bay có kẻ khủng bố nguy hiểm mang theo bom. Du Sik biết được thông tin đó nên cố tiếp cận chiếc máy bay. Dù cố hét lớn nhắc nhở các cơ trưởng hạ cánh, nhưng họ vẫn không hiểu được ý của anh. Còn hiểu lầm Du Sik là kẻ khủng bố, mặc kệ sức cản của gió, Du Sik vẫn cố bám trụ liên tục ra hiệu cho họ. Trong lúc sợ hãi, cơ trưởng đã bẻ lái vô tình làm chiếc vali chứa bom rơi xuống kích hoạt quả bom. Hình ảnh cuối cùng mà Du Sik nhìn thấy là cậu bé chìm dần vào trong biển lửa, còn bản thân anh bị hất văng ra xa. Du Sik rất tuyệt vọng khi không thể cứu được những người xấu số trên máy bay đó. Min Hee-un lúc này chỉ mới 24 tuổi, nhưng đã trở thành đặc vụ trẻ nhất của cơ quan kế hoạch an ninh quốc gia, luôn đạt điểm tuyệt đối ở môn bắn súng và tất cả các hạng mục còn lại, xứng danh gọi là tuổi trẻ tài cao. Nhưng trong lần thực hiện nhiệm vụ mỏng biển, đó là nhiệm vụ đầu tiên của Min Hee-un, cô đã không hoàn thành nhiệm vụ nên con đường sự nghiệp không thể thăng tiến. Hiện tại chỉ đang làm giấy tờ ở bộ phận quản lý thông tin. Mục đích ông Jong Ju gọi Min Hee-un tới là để giao một nhiệm vụ quan trọng, bằng mọi cách tiếp cận Du Sik để đánh giá quan điểm sống của anh ấy. Trước khi ông ta giao cho Du Sik một nhiệm vụ tuyệt mật, Min Hee-un cảm thấy trong nhiệm vụ có điểm bất thường, không hiểu tại sao lại tìm cô để phân tích và phán đoán trạng thái tâm lý của anh ta. Ông Jong Ju là một con cáo già nên mọi thứ đều đã được tính toán cẩn thận. Ông ta sẽ tạo cơ hội và thông báo cho Min Hee-un lịch trình của anh ấy. Nhìn hồ sơ của Du Sik, trước tiên Min Hee-un phải thốt ra anh ấy rất đẹp trai với vẻ mặt nghiêm nghị, còn trong lòng chắc hẳn phải nghĩ anh ta sẽ là của mình. Min Hee-un bắt đầu tạo ra các cuộc gặp tình cờ. Lúc này Ju Won và Du Sik là một đội và luôn đi cùng nhau đến trụ sở báo cáo công việc. Ông Jong Ju đã tạo điều kiện bằng cách yêu cầu họ chuyển từ báo cáo tháng sang báo cáo tuần, sẽ cho người gọi báo với Min Hee-un trước khi anh ấy tới. Sau khi nhận được điện thoại, Min Hee-un cần phải tự tìm cách tiếp cận để Du Sik không phát sinh nghi ngờ. Lâu ngày cũng dần làm Du Sik để ý đến cô, ánh mắt nhìn Min Hee-un dừng lại cũng lâu hơn. Min Hee-un là kẻ săn mồi rất kiên nhẫn, khi Du Sik muốn đến gần thì cô đã tính toán kỹ lưỡng để không chạm mặt anh ấy. Nhìn vẻ mặt hoang mang của Ju Won, anh liền bịa đặt lý do muốn uống cà phê mà không có tiền xu. Để đạt được mục đích của mình, ông Jong Ju còn tăng thêm tần suất báo cáo trên tuần và cố ý gây khó dễ với Du Sik để tách hai người họ ra, nhằm để Du Sik có thời gian ở một mình. Còn Ju Won tội nghiệp phải làm hết mấy chuyện tào lao trong lúc đó. Với đôi tai nhạy bén, Min Hee-un có thể nghe được tiếng bước chân của Du Sik đang tiến về phía mình. Hôm nay anh cầm theo cả đống tiền xu nhưng quyết định giấu nó, còn đóng kịch không có tiền lẻ để bắt chuyện với Min Hee-un. Đây là lần đầu hai người nói chuyện cùng nhau, ai cũng cố tỏ ra lạnh lùng vì mục đích riêng của mỗi người. Vào nhiệm vụ 2 năm trước ở Trung Quốc, tại một sự kiện đặc biệt mời các gián điệp đến. Đây chính là nhiệm vụ mỏng biển có sự tham gia của Min Hee-un. Đội trưởng ra lệnh cho mọi người chuẩn bị sẵn sàng, nhắc nhở họ phải phục vụ trà đen, cho những người anh đã đánh dấu, còn lại sẽ phục vụ trà vàng. Lúc này, Min Hee-un đang đứng hát trên sân khấu, đội trưởng nhìn thấy cô ấy là nữ giới liền tỏ vẻ khinh thường và buông những lời nhục mạ. Chắc chắn anh ta không ngờ đến Min Hee-un đều nghe rõ những lời đó. Có vài người rất cảnh giác với đồ ăn nước uống trong sự kiện, tên đội trưởng đều nắm biểu hiện của họ trong tầm mắt, mọi người uống trà đều lần lượt hôn mê. Anh ta biết người bên cạnh chính là nội gián trong tổ chức, bởi vì anh ta liên tục hỏi người uống trà nào là gián điệp hai mang của Bắc Hàn. Nhưng không thể ngờ đến cả hai loại trà đều bị bỏ thuốc mê, chỉ có những kẻ được báo tin trước mới không uống giọt trà nào. Đội trưởng rất tức giận khi người ở cạnh mình là nội gián, nhưng anh ta không hề có một giây do dự nào kề súng vào người đó. Những gián điệp hai mang liền nhanh chóng muốn bỏ chạy nhưng không thể thoát khỏi. Đội trưởng nhắm bắn chuẩn xác không tha cho kẻ nào, là một kẻ vô cùng tàn nhẫn với châm ngôn thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, đem mọi thủ đoạn để truy tìm những kẻ giả vờ hôn mê. Cách làm việc của đội trưởng hoàn toàn khác biệt với con người nhân hậu của Min Hee-un. Đội trưởng ra lệnh cho cô nhanh chóng kích hoạt quả lựu đạn tiếp theo để tiêu diệt những gián điệp còn sót, nhưng Min Hee-un không thể chấp nhận việc làm tàn nhẫn này. Cô quyết định đổi từ lựu đạn hơi cay sang lựu đạn gây choáng để tạo cơ hội cho những gián điệp chạy thoát. Đội trưởng liên tục gọi người tên Đại Bàng ra lệnh bắn chết những kẻ đó, nhưng không nhận được phản hồi. Từ đó, Min Hee-un liên tục nằm mơ thấy nhiệm vụ mỏng biển. Đó là nhiệm vụ đầu tiên cũng như cuối cùng của cô. Nó ám ảnh Min Hee-un trong suốt thời gian dài. Cô thư ký của ông Jong Ju luôn làm việc một mình, ngồi cô đơn trong một góc hành lang, luôn bị ông ta chửi bới về việc pha cà phê không hợp ý mình nên rất tủi thân. Cô ấy luôn cố gắng để làm vừa lòng ông ta. Trưởng phòng gieo hỏi lý do ông ấy chọn Min Hee-un cho nhiệm vụ lần này. Ông Jong Ju chỉ nói đơn giản chọn cô ấy vì xinh đẹp, bà ta dường như không ưa gì Min Hee-un. Trưởng phòng gieo luôn bắt cô làm những báo cáo tẻ nhạt không phù hợp với năng lực của Min Hee-un, luôn bắt một mình cô tăng ca khiến Min Hee-un vô cùng mệt mỏi.
cô bắt đầu mong chờ cuộc điện thoại báo Dusik đến. Còn anh ấy nhìn chiếc xe của Min Hyun liền biết cô còn tăng ca, liền cẩn thận chú ý đến vẻ bề ngoài của mình. Làm những hành động kỳ lạ mà Ju Won không hiểu được, cảnh giác xém tí là rút súng bắn Min Hyun. Dusik lần này cũng không nhẫn nhịn nữa, muốn đến gần cô ấy hơn, bỏ bê người anh em của mình đi uống cà phê với cô gái mình thích. Min Hyun cũng thấy bản thân mắc cười khi phát hiện mình muốn ăn mặc đẹp hơn khi đi làm. Ju Won tỏ ra không vui khi chạm mặt Min Hyun rất nhiều lần, còn rất khó chịu khi cô luôn nói trống không với mình, nhưng cô ấy vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì, còn xưng ngang hàng với Ju Won khiến anh ấy bực bội, liền ra mặt dạy dỗ Min Hyun cách xưng hô với người lớn tuổi, phải chú ý đến thứ bậc phân cấp trong tổ chức. Nhưng khi biết Min Hyun đứng ở hạng 54 còn mình hạng 57, Ju Won liền khép nép không dám nói chuyện tự nhiên với cô ấy. Nhìn vẻ mặt hoang mang của Ju Won thực sự rất mắc cười. Bởi vì Dusik là cấp trên nên Ju Won cũng không dám hó hé, tự mình chịu đựng sự giày vò của ông Jong Ju. Thật ra Dusik đã biết việc Min Hyun cố ý tiếp cận mình, anh cũng rất thông cảm khi cô phải làm việc với một người nham hiểm như ông Jong Ju. Là một đặc vụ trình ưu tú nhất, anh ấy có khả năng quan sát và phân tích rất tốt, anh phát hiện điều đó, vì luôn thấy Min Hyun mang một chồng tài liệu y chang khi gặp mình. Min Hyun chỉ thở phào nhẹ nhõm khi Dusik thẳng thắn nói với mình, có lẽ cô cũng không muốn mang danh nghĩa tiếp cận anh ấy nữa. Hai người đều không thích uống cà phê nhưng vì đối phương, một người cố ý tiếp cận và một người đã phát hiện, nhưng giả vờ không biết chỉ để có thêm cơ hội gặp gỡ. Giờ thì biết lý do tại sao Min Hyun đặt tên quán ăn là thịt chiên xù Nam San rồi, đó là món mà Dusik đã dẫn cô đi ăn đầu tiên khi quen biết nhau. Tuy Min Hyun không nhắc về bố trước bong xê ốc, nhưng ta có thể cảm nhận tình yêu của cô ấy vẫn luôn tồn tại. Hai người đều tận hưởng khoảng thời gian thoải mái sau khi nói ra nhiệm vụ đó. Dusik là một người đàn ông ấm áp. Anh biết Min Hyun tài giỏi nên nếu nhiệm vụ thất bại sẽ là do cô ấy cố ý, mong cô có thể quên nó mà sống vui vẻ hơn. Đang lúc quan trọng thì Ju Won bấm còi phá đám, còn rất hả hê khi chọc phá hai người. Thật ra Dusik đã mang theo rất nhiều tiền xu để tiếp cận với cô ấy, còn Min Hyun cũng chẳng khác Dusik là bao. Nhờ lời khuyên của Dusik mà lần đầu tiên Min Hyun có thể ngủ ngon, sáng hôm sau còn tự hào khoe với anh ấy. Khi Min Hyun muốn buông bỏ nhiệm vụ lần này, anh ngại ngùng thú nhận mình đã phải lòng cô. Dusik mong Min Hyun hãy tiếp tục nhiệm vụ, anh muốn có thời gian ở bên cạnh cô nhiều hơn, sợ ông Jong Jun sẽ đào thải cô ấy nếu thất bại lần nữa. Hóa ra nhiệm vụ duy nhất mà Dusik thất bại không phải vụ nổ máy bay, anh ấy chính là đại bàng trong nhiệm vụ mỏng biển. Dusik đã cãi lệnh cấp trên không bắn gián điệp khi nhìn thấy Min Hyun cố tình thả bọn họ đi. Tại nơi làm việc, không hiểu tại sao mọi người đều luôn tránh né và nói xấu sau lưng cô ấy. Lúc Min Hyun đến gặp ông Jong Jun thấy cô thư ký làm rơi mấy cuộn băng khiến ông ta tức giận và muốn sa thải. Min Hyun đã nói dối việc Dusik chưa phát hiện và mọi việc đang diễn ra suôn sẻ. Khi nhận được câu hỏi về con người Dusik, Min Hyun nhớ đến những lần đi ăn chung. Anh ấy là người khá vụng về, còn rất hậu đậu trong mọi việc và trông khá ngốc nghếch. Chắc bong xê ốc thừa hưởng điều này từ bố mình. Dusik luôn muốn chọc Min Hyun cười, nhưng vẻ mặt không cảm xúc của cô ấy làm anh cũng cứng miệng. Thật ra Min Hyun chỉ không hiểu được Dusik đang nói chuyện nghiêm túc hay đùa giỡn. Nhưng cô cũng có khiếu hài hước, nói chuyện mình rất thích màu tím. Màu tượng trưng cho con đàn bà điên làm Dusik bật cười. Min Hyun thích đến mức rèm cửa trong nhà đều đổi sang màu tím. Cô chỉ trả lời cho ông ta rằng Dusik là một người nghiêm túc. Ông Jong Ju ra lệnh cô cần thân mật hơn nữa, để tìm hiểu bí mật của Dusik bằng mọi giá. Thấy cô thư ký suốt ngày bị la mắng, Min Hyun tốt bụng khuyên cô ấy cách pha cà phê hợp ý ông ta, đừng mặc những trang phục sáng màu gây khó chịu. Ở nơi này tất cả mọi người đều mặc đồ màu tối, ngay cả bản thân Min Hyun cũng không thích phong cách làm việc ở đây. Vừa trở về đã bị trưởng phòng gieo làm khó dễ, cô ta tức giận khi Min Hyun đến gặp ông Jong Ju mà không báo cáo, mặc dù nhiệm vụ đó cô ấy chỉ cần làm việc với ông ta. Thấy Min Hyun không nghe lời mình, trưởng phòng gieo cảm giác mình không được tôn trọng và chửi bới hạ nhục cô ấy trước mặt mọi người, yêu cầu Min Hyun tăng ca làm việc để trả thù một cách nhỏ nhen. Tối hôm đó, Dusik lặng lẽ bay đến tầng 5 gõ cửa chọc cô ấy, nhìn thấy Min Hyun anh rất vui, còn cô hoảng hốt khi Dusik có thể bay. Anh đến đây chỉ muốn đem thịt chiên xù cho Min Hyun ăn, tăng ca làm cô rất bất ngờ đồng thời cũng rất hạnh phúc. Trời ơi, ngọt ngào xỉu luôn. Dusik ngại ngùng bay về nơi làm việc. Sau khi tận hưởng món ăn chứa đựng tình yêu, Min Hyun nhìn thấy Dusik vừa ăn cơm cuộn vừa ngồi cười tủm tỉm ở phía xa. Tình yêu đang dần nở rộ trong tim hai người. Ngay cả lúc tập bắn súng, Dusik cũng tranh thủ thời gian gặp người mình thích. Cả vết đạn mà cũng toát ra sự ngọt ngào, làm Ju Won ghen tị nghĩ rằng mùa xuân sắp đến. Min Hyun ngồi trong văn phòng đã biết anh ấy sẽ đến nên không tỏ ra bất ngờ, làm Dusik tưởng gặp mình khiến cô không vui. Min Hyun quyết định nói ra việc mình có giác quan nhạy bén hơn người khác, cô muốn chứng minh điều đó bằng cách nghe nhịp tim của anh.
Trái tim Dusik đập càng ngày càng nhanh nên Min Hee-un đành dừng, lại sợ anh ấy chết sớm. Dusik liền nhân cơ hội bày tỏ tình yêu của mình. Hôn càng lâu thì càng rung động, bố bong Seok khi hôn người mình yêu liền lơ lửng giữa không trung, chứ đâu như con trai cờ rớt chọc ghẹo một tí là bay lên trần nhà. Ông Jong Ju sôi máu khi đọc tin tức Triều Tiên muốn tham gia hội nghị thượng đỉnh với Hàn Quốc, nhanh chóng gọi Min Hee-un đến để hỏi về nhiệm vụ, nhưng cô đã che giấu bí mật của Dusik. Ông ta thông báo Min Hee-un hoàn thành nhiệm vụ mặc dù không thu được tin tức gì, vô tình chạm mặt trưởng phòng gieo ngoài cửa, cô ta đến tò mò về chuyện Dusik, thì mới biết ông Jong Ju đã nắm trong tay mọi việc. Ông ta biết Min Hee-un cố tình phá hỏng nhiệm vụ bỏ cô ta quá mềm lòng, cử Min Hee-un đến tiếp cận Dusik vì nghĩ rằng họ có nhiều điểm tương đồng với nhau. Anh ấy không có gia đình nên họ không thể kiểm soát, và lý do chính là biến Min Hee-un trở thành điểm yếu của Dusik, là con tin để Dusik nghe lời, mà trở về trong nhiệm vụ sắp tới khi biết hai người đã phải lòng nhau. Cô thư ký vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người họ, lén lút báo cho Min Hee-un ông ta biết cô nói dối. Min Hee-un nhanh chóng nghĩ đến việc mình bị theo dõi. Sử dụng năng lực liền cảm nhận được âm thanh của máy quay lén, cô vội chạy đến máy pha cà phê tự động và phát hiện cũng có camera ở đây. Giây phút biết mình chỉ là con rối trong tay cấp trên, Min Hee-un vừa tức giận vừa tuyệt vọng với cách làm việc của ông ta. Ông Jong Ju cũng không che giấu mục đích của mình, còn cảnh cáo họ đang nắm giữ sinh mạng người bố bệnh tật của cô trong tay. Cuối cùng ngày thực hiện nhiệm vụ tuyệt mật cũng đến, Dusik chỉ đứng từ xa nhìn người con gái mình yêu lần cuối. Còn Min Hee-un tự hỏi bản thân có quan trọng với Dusik đến mức bị đem làm con tin hay không. Cô đi qua những nơi mà hai người đã từng đến, nhưng sự cô đơn ngày càng nhiều hơn. Rồi đến một ngày cơ quan nhận được tin khẩn cấp, báo cáo lãnh đạo Bắc Hàn đã chết do nhồi máu cơ tim khi chỉ còn 15 ngày nữa là xảy ra hội nghị thượng đỉnh. Ông Jong Ju vô cùng giận dữ khi lý do không phải bị ám sát, Dusik là người nắm giữ thông tin tuyệt mật cũng biến mất. Ông ta triệu tập toàn bộ đặc vụ của tổ chức để truy tìm Dusik. Anh ấy giữ rất nhiều bí mật quan trọng của tổ chức, trở thành mối nguy hiểm và kẻ thù mới của NIS. Cũng kể từ hôm đó Min Hee-un bị người theo dõi sát sao hơn, cô đã có thói quen nhìn lên bầu trời chờ người mình yêu trở về. Đến một ngày trời đổ cơn mưa kèm theo sấm chớp, người Min Hee-un luôn mong nhớ cũng quay về gặp cô, ngốc nghếch nói tìm nhà cô bằng những chiếc rèm cửa màu tím. Dusik liều mạng quay về bởi vì tâm trí nhớ cô đến mức bị hao mòn. Min Hee-un vừa mừng vừa lo lắng khi mình là lý do để anh trở về. Dusik phải đối diện với kết cục như thế nào không ai biết rõ chỉ vì gặp người phụ nữ của mình.